Rồi, shop đồ coi anh 7 xin chào cả anh em ha. Hôm nay ngày 6 tây tháng 5 em sẽ lên kỳ là 315 ha anh em. Thì kỳ 315 này em lên là cần tay carbon lóng ngắn dưới là cần lua ha. Hôm nay là đa số là lua không à. Đó, bữa nay em về lâu lắm rồi mới về được một lô lua nè. Đây, cần lua này cần lua carbon hết nha anh em. Đây, đa số là mấy cần cán gỗ bằng á thì độ dài nó là 1m65. Như là 1m1m rưỡi hay 1m65 gì đó đến là 3m nha anh em. Đây mấy cây dài bên đây nè. Đó, bữa nay có cây cần apply ha. Một cây apply rất là đẹp luôn anh em, hàng VIP luôn. Đó. Đây lua hôm nay thì đa số là máy đứng ha, chỉ có hai cây máy ngang thôi anh em. Đó. Đây. Đa số là khoen bass Fuji hết nha. Đa số là khoen Fuji chứ. À. Đây. Có mấy cây UL im lắm, UL với L nè. Cần tay bữa nay có hai cây lua rút nè. Hai cái lô rút mini đó thì phí ship mặc định bên em là 30.000 một đơn ha. Anh em nào chốt hai đơn trở lên em sẽ miễn phí ship cho anh em đó, hai đơn trở lên là được miễn phí ship nha anh em. Anh em nào chốt hàng thì mình nhắn tin hoặc gọi số điện thoại em ở đây 0988546535 ha. Đó, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký dưới đây nha. Nhớ nhấn cái chuông kế bên, khi nào mà em lên clip á anh em xem sớm được chốt hàng sớm nha anh em. Đây rồi, anh em xem nhớ cho em một like nha anh em, để cho em lên hàng liên tục cho anh em chọn ha. Rồi. À quên nữa. Đây, em còn cái hai bộ lử nha. Em chỉ còn hai combo lử thôi, hai combo lử là 220 bịch. Bữa nay em xả cho anh em luôn. 20 bịch là chỉ có 350 thôi nha anh em. Chưa tới 20.000 một bịch nữa anh em. Đó, đây lử nè. Lử thì đủ loại chân ha. Đây. Lử thì đủ loại đủ size nha anh em. Đây, có mấy bịch lử không ngạnh luôn nha. Lưỡi không ngạnh có ngạnh thì đầy đủ nha, lưỡi không ngạnh tầm khoảng cỡ 4-5 bịch à. Đây nè, mấy lưỡi nhỏ nè, lưỡi vừa nè. Đây nè, lưỡi nè, nói chung là lưỡi rất là bén nha. Đa số là gamma cách su. Đây đó. Đây lưỡi này rất là bén luôn nha anh em. Anh em câu nhất là rô phi hay là chê chép đồ đó, anh em câu đã lắm ha. Đây cắn là lụm, cắn là lụm. Đấy, thì combo 20 bịch nha anh em, chỉ có 350 thôi nha. Em còn hai combo cuối, em về tới 600-700 bịch mà em bán hết chân rồi đó. Đây, còn chỉ có hai combo cuối thôi, xả cho anh em là 350k một bịch nha. Là một combo là 20 bịch nha anh em. Đó, 350k là 20 bịch nó. Là chưa tính phí ship nha anh em, phí ship luôn là 380 nha. Đó. Rồi anh em nào chốt hai bịch em bao ship luôn. Rồi ok nha. Còn cái hai combo này anh em nào chốt nhanh thì còn nha anh em. Rồi lên hàng nha. Đây mã số 1. Chết mà. Em quên đánh số rồi anh em. Em quên đánh số số cần rồi. Rồi mã số 1 nha. Để em lên xong em đánh số cần luôn. Đây. Để em lên. Sắp lại đi. Rồi mã số 1 nha. Để em đánh số cần để em biết, để không hồi anh em chốt em không có nhớ. Rồi mã số 1 ha. Mã số 1 là một cây cần tay carbon rất là đẹp luôn. Đây carbon sáng găng nổi luôn nha anh em, cộm luôn á. Cây này là dòng nội địa Nhật nha. Đây dài 4m rưỡi, dài 4m rưỡi anh em. Đây dòng carbon, cây còn rất là đẹp luôn. Độ mới bao anh em là 85% băng lên nha. Cây này có thể là 90% luôn nè. Bên trong nè, carbon là sáng găng, chuẩn carbon luôn anh em. Quá trời đẹp. Đấy. Đây, cắt lóng nè. Anh em nhìn cắt lóng nè. Đó. Cây này đẹp lắm. Cây này em cái này em có một cặp luôn. Loại này em có cặp một cây 4m rưỡi và cây 5m4 mã số 2 nè. Đó, để em lên hai cây lượt cặp này luôn đi. Anh em là có điều kiện mà lấy hai cây luôn ha. Đây, một cây 1m rưỡi, một cây 4m rưỡi và cây 5m4. Đó, nó là giống nhau nha anh em. Đây. Đó, 4m rưỡi và 5m4, mã số 1 luôn nè. Anh em coi carbon của nó nè. Quá trời đẹp luôn. Cần rất là mới nha. Thì mã số 1. Mã số 1 thông số nè. Đây, cây này thông số của nó là nặng chỉ có 75 gram thôi em, mã số 1 nè. Nặng là 75 gram ha, đọt là 1 ly. Cây này cứng là 3H nha. Giá là 850 nha anh em. Mã số 1 là 850k ha. Đó, cây này cứng 3H. Chỉ có 75 gram thôi, cho anh em câu câu rô, câu suối ha, câu mương câu suối rồi đó. Đây. Tiếp theo là cây số 2. Cũng là nó luôn, mà cây này dài 5m4 ha. Rất là mới nè. Đây. Rồi. Mới chát luôn, cần carbon nha anh em. Carbon sáng găng tròn thân luôn, nổi cộm luôn á. Thì cây này là mã số 2.
nặng là 120g ha, rộng 1 ly luôn. Cây này độ nãy là 2H nha, cây này cứng chỉ 2H thôi. Đó, cho anh em câu suối vô đồ đó ha, câu cắm giác. Thì cây này là mã số 2, giá cũng 850 luôn ha. Cặp này 850 một cây ha. Mã số 1 và mã số 2. Đây, cần mới bao anh em là 85% ăn lên. Rồi, tiếp theo mã số 3. Đây, cây này là mã số 3 nha anh em. Để em đánh số vô cho em nhớ nha. Rồi, mã số 3. Cây này dài 3m9 nha. Gốc là gốc cả hai da nè anh em. Đây, cái gốc của nó là lóng đầu là hai da nè. Ha, lóng gốc là carbon hai da luôn. Cây này hãng Alpha Taco ha, hàng Korea xuất nha anh em. Cây này carbon luôn ha, dòng carbon dài 3m9. Đây. Lóng nè, máy lóng thì quá là ok rồi. Đây đọt đây. Đó, cũng là carbon sấn găng luôn nha anh em. Carbon sấn găng luôn. Nè. Đó, carbon sấn găng 3D nha. Đây. Máy lóng quá đẹp luôn anh em. Thì cây này lóng lóng thứ hai có hơi xước nha anh em. Đây lóng thứ hai có hơi xước nè. Tại vì nó câu xong nó để cát vô anh em, rồi rút ra rút vô là bị xước cái lớp bóng thôi chứ không có gì hết. Không có tén chập gì hết trơn nha anh em. Bóp mạnh vô là không có gì hết trơn nha. Ha, cây này chỉ là bị xước lớp bóng thôi. Đó. Đây, hàng là hàng Korea nha anh em. Hàng Korea xuất Nhật nha. Rồi, rồi cây này mã số 2 và 3m9. Nè, cây này nặng chỉ có 100 gram thôi. Nặng 100 gram đọt là 0.8 ha. Độ nãy là 3H. Ha. Cây số 3 giá là 750 nha anh em. 750k mã số 3. Đấy. Rồi, tiếp theo mã số 4. Đây, mã số 4 cây này ngon nè. Cây này cũng hàng Korea luôn. Đây, bicycle 2 carbon luôn ha. Nồng độ carbon cao mà phiên bản đặc biệt đó. Đây, cây này là dài 4m5 luôn nha anh em. Dài 4m5. Đây, khối xanh. Còn mới lắm ha. Bao nhiêu là mới 85% ăn lên. Đây, đọt lóng nè. Đọt nè. Đây, carbon sấn găng chuẩn carbon luôn. À, carbon sấn găng 3D hết. Đây. Càng còn đẹp lắm. Cây này quá đẹp luôn. Đấy, thì cây này mã số là mã số 4 nha anh em. Đây, cây này mã số 4. Đây thông số của nó đây. Tem Nhật đầy đủ nha. Cây này nặng 120g anh em, đọc 1 ly, nãy là 3H luôn ha. Cây mã số 4 này giá là 700k ha. À, 700k. Đây. Quá ok. Rồi tiếp theo mã số 5. Đây cây mã số 5 mà đẹp lắm nè. Đây, cây mã số 5 nè anh em. Đây tem Nhật đầy đủ ha. Wow. Cây này dòng nội địa Nhật luôn. À, carbon sấn găng. Đây. Nè. Carbon sấn găng nổi luôn ha. Cây này carbon sấn găng nổi luôn nha anh em. Máy lóng nè, ok hết ha. Thì cây này cũng dài là 4m5 luôn anh em. Cây này độ dài là 4m5 luôn. Dòng chết mắt, dòng nội địa Nhật luôn ha. Cây này nặng chỉ có 85g thôi. Cây này nặng 85g, đọt 0.8, độ nãy là 2H ha. Cây này cho thích hợp cho anh em câu suối nha. Câu suối, câu cá rô được chơi. Thì cây này mã số là mã số 5 anh em, giá là 800k. Cây số 5 này 800k ha. Đây, carbon sấn găng này, nổi cộm luôn. Đít nè, đít quá là đẹp luôn. Mấy cây này không có nắp đầu nha anh em. Mấy cây này mắc nắp đầu hết rồi. Rồi, tới cây đây cây cần tay cuối cùng thì là cây này là bị lỗi nha. Cây này lỗi nên em bán theo giá lỗi nha anh em. Thì cho anh em coi trước đi, cây này đi. Cây này dài 5m4 ha. Đây 5m4. Đây đọt nè. Carbon đẹp lắm. Carbon ngon lành luôn. Cây này nè tới 4H luôn. Mà nó bị lỗi anh em. Để lỗi chỗ nào thì lát em cho anh em coi nha. Đây. Nè. Cây này thẳng tưng luôn anh em. Đây lỗi nè. Cái lóng nè, cái lóng thứ ba ha. Đây, lỗi ở đây đầu lóng nè. Đầu lóng này nó bị xước nè, thấy không? Đó. Đây, để em cho anh em coi cho kỹ ha. Đây cái đầu lóng nè. Thì cây này anh em về, anh em chỉ là quấn đầu lóng lại là chơi ngon lành luôn. Đây, đưa ra tiệm cho nó quấn cái đầu lóng lại. Nè, quấn hết trơn đầu lóng này lại luôn nha anh em. Quấn tất cả đầu lóng luôn. Đây và đầu lóng ở đây này, nó cũng bị xước xíu nè. Nó anh em quấn tất cả hết trơn đầu lóng đi. Thì cây này anh em chơi phải nói là quá ok luôn. Nè. Cây này độ nãy nó biết như không? Độ nãy tới 4H là anh em. Cây này cứng tới 4H lần á.
đây càng đẹp lắm, carbon nè. À, thì cái lóng gốc cũng vậy nè, lóng gốc hơi tét xíu nè, anh em chỉ về việc là quấn cái quấn keo lại, thôi quấn chỉ lại ha, quấn chỉ một khúc tầm khoảng 2 cm nha nè, nó quấn tầm khoảng 2 cm, quấn hết trơn đầu lóng rồi là cây này ngon ha. Cây này em bán xả cho anh em giá 5,4 ha. Cây này nặng là 135g ha, nặng 135g, đầu một ly cứng là 4H nha. Cây này nảy 4H rất là nảy luôn đó. Đây mã số 6, mã số 6 này em để cho anh em giá là 500k, giờ cho anh em làm lại ha, chỉ quấn đầu lóng là ngon thôi, quấn đầu lóng là chơi thoải mái luôn. Số 6 500k. Rồi tiếp theo mã số 7, đây mã số 7, cây một cây rút mini đẹp quá đẹp luôn, một cây cặn rút mini carbon ha anh em. Cây này hãng Alpha Deco hàng Korea ha, dài 1m65. Đây bát kẽm ha, cây cặn là carbon ha, còn cái nắp chụp luôn. À, đây cây này carbon quá ok luôn anh em, carbon xứng danh. À, đây bát Fuji, phen Fuji anh em, cây này di dòng phen Fuji nha. Đây đọt nè, đọt đặt nha. À, dài chỉ 1m65 thôi. Cây này có anh em có thể lua được luôn nha anh em. Cây này có thể lua được ha. Đây. À, độ cứng cây này tầm khoảng cỡ cây này 20-25 ha. Cứng cỡ 20-25. Đấy, dài chỉ 1m65 thôi. Rất là mini luôn. Đây. Ừ, càng đẹp quá ha. Khoen nè, anh em nhìn bộ khoen mê liền. Khoen quá ok luôn. Đó, thì cây này mã số là mã số 7 nha anh em. Cây mã số 7 này nặng chỉ là 90g thôi, dài 1m65 ha. Cây này giá là 650k ha, 650k. Mã số là mã số 7 nha anh em. Rồi, mã số 7 này 650k. Rồi, tiếp theo mã số 8, một cây lua rút nữa nè. Đây, mã số 8. Đây một cây lua rút nè nè, một cây lua rút của UGK ha, hàng này hàng Trung Sức nha anh em. Đây, cắt hở 3 khúc luôn. À, cá hở 3 khúc. Đây bộ phen quá ngon luôn nè. Đây ba cái phen dưới là Niken nha, hai cái phen trên là Fuji nha em. Đây hai cái phen trên là phen Fuji, ba cái phen dưới này là phen Niken. Đó, cần là carbon ha. Carbon sân gân nổi luôn nè. Cộm luôn á. Đây, cây này dài là 1m. Cây này dài là hình như là 1m78 nha em. Cây này dài 1m78 ha. Đây 1m78, dòng rod ben. Đây nảy lắm ha, cây này cứng tương đương tầm M nha anh em. Cây này dòng lua ha, cây này cứng tương đương M á, lua là 4-12g nè, 4-12g, lai là 6-10lb nha. Đó, cây này hàng lua nha, bán code đầy đủ luôn. Dòng này hàng Trung Sức nha, máy China nè, dòng Trung Sức. Đó, một cây lua rút. Rồi cây này mã số là mã số số 8 nha. Cây này nặng chỉ có 80g mà anh em, nặng 80g, giá là 550 ha. Mã số 8 này giá là 550k. Một cây lưu rút quá ngon luôn. Rồi, cây này không có nắp chụp ha. Rồi, tiếp theo, rồi tới cái cần 2 khúc nè. Đây, một cây lưu quá đẹp luôn, còn bao vải luôn nè. Một cây Ruby anh em. Đây cây Ruby cán gỗ bằng. À, độ mới là bao anh em là 85% ăn lên luôn ha. Cây này cán gỗ bằng rất là đẹp nè. Đây. À, tem Nhật đầy đủ nha anh em. Cây Ruby. Cây này Ruby này sản xuất ở Korea ha. Thì thông số của nó đây. Cây này cứng L ha. Cây này cứng L, độ nảy là L. Dài là 5,6 nha anh em. Cây 5,6 1m, dài là 1m68. Cây này dài 1m68. Lua là 1/16 đến 3/8 OZ nha. Lai là 4-10lb. À. Lai là 4-10lb ha. Dòng là Made in Korea luôn. Đây hàng Korea xuất Nhật ha. Bộ phen Fuji anh em. Bộ phen Fuji rất là đẹp luôn nha. Bộ phen Fuji xứ xứ xám. Đây phen G3 to. Cây này mới lắm, mới chát luôn. Đây. Đó. Cán gỗ bằng luôn. Thì cây này mã số là mã số 9 nha anh em. Đây. Rồi cây này mã số 9 nha. Cây này nặng chỉ là 80g thôi. Cây cần chỉ có 80g mà anh em. Cây này mã số 9 giá là 700k ha. Đây, mã số 9 là 700k. Quá là ok cây cặn luôn. Rồi tiếp theo mã số 10. Rồi đây mã số 10 là một cây, tiếp theo là một cây lua nữa ha. Đây cây này cán là bát, là bát bát nhôm hay nè. Đây bát nhôm.
càng carbon ha, càng carbon sướng răng luôn. Cây này nó lên bộ phen nha anh em, cây này đi bộ phen Fuji với nói là quá trời nhiều phen luôn, rất là đẹp anh em nha. Cây này một cây lua mà mấy ông Nhật ông lên bộ phen khác rồi, cây này lên bộ phen khác rồi nha anh em, bộ phen Fuji nha. Đây một đống phen luôn, cây này cho anh em câu cá vặt hay câu bè được ngon lắm nha. Đây nha, đi bộ phen quá trời phen, 2, 4, 6, 8, 10, 12 cái phen vãi thiệt. Có cây cặn có 1m8 mà lên 12 cái phen. Thì đây đây, cây này dài 1m8 ha. Nè, carbon là chuẩn carbon luôn, carbon sắn găng đi dàn bộ phen Fuji nè. Quá trời phen luôn. Đó. Đây, cây này đâu rồi? Đây dòng là SB Power 6 feet, cây này dài 1m8 ha. Thể loại lua luôn anh em. Đó mà lên bộ phen nè. Quá ok luôn. Cây này độ cứng tầm khoảng cỡ là 20 ha, 15 20. Thì bên lua tầm khoảng cỡ ML ha, cây này lua cỡ ML. Đó, thì mã số là mã số 10 nha anh em. Cây này nặng 100g ha, mã số 10 này giá 500k ha anh em. Bộ phen không là giá trị rồi. Anh em không chơi về lấy bộ phen cũng ngon á. Rồi, tiếp theo, mã số 10 11 với 12 là giống nhau ha. Đây để em lên 11 12 chung luôn cho. Để em đánh số cái. Mười một, mười hai. Rồi đây, mười một với 12 là hai cây cần UL hay anh em, hai cây UL, đây hai cây UL quá là ok luôn. Bát nè, nhìn cái bát đẹp không? Đó, phen là phen thường nha anh em, phen thường, phen hãng nha. Đó, cây này phen hãng, anh em chơi nước ngọt thì vô tư đi. Đó, giờ giới thiệu cây 11 trước nha, cây này dòng UL đây. Cây này TS602UL, cây này dài là 1m8 UL, có mã code đầy đủ ha anh em. Cây này dòng carbon ha, rip monster ha, dòng cho rip monster. Đấy. Đây. Phen bass là phen bass hãng nha. Đây. Cây này nè, cây này cái phen D3 này nó bị nứt cái dòng kim loại nè, nó đã vô keo ngon lành hết nha anh em, rất là chắc chắn nha. Cái này vô keo rất là chắc chắn rồi, anh em khỏi lo về cái này ha. Tại vì hàng sao thì em nói vậy nha anh em. Chứ hàng lỗi, hàng có nứt mà em nói không có nứt thì em bán cho anh em cũng anh em kiểm tra rồi, anh em không nhận thì cũng kỳ lắm. Nó hàng sao em nói vậy nha. Đây, đã làm ok ngon lạnh hết trơn rồi nha. Đã vô keo ngon hết trơn rồi đó. Đó. Đây, cây này UL nha anh em. Đây, rất là dẻo luôn. Anh em nào thích chơi UL lui suối vô đó. Rồi anh em lấy ha. Cây này cán gỗ bằng luôn. Cán quá trời đẹp. Đấy, thì cây này mã số là mã số 11 ha. Nặng chỉ có 80 gram thôi. Giá là 470k ha anh em, 80g, giá là 470k. Đó, UL dài 1m8. Rồi cây mã 12 là một cây UL giống luôn, thì cũng là của nó luôn. Đây giống luôn, cây này cũng là đây, phen hãng luôn ha. Bass nè, bass đẹp quá đẹp nè. Đó thì cây này là dài hơn cây kia, cây này dài 1m98 lận. Cây UL này dài 1m98 ha. Nó cũng rầm rít monster luôn. Cây này cũng y gan cây kia luôn ha anh em. Cái phen D3 nó bị nứt nè, nhưng đây bị nứt dòng kim loại nè, đã vô keo ok hết trơn nha, đã vô keo rất là cứng rồi đó anh em, rồi với việc chơi thôi rất ok luôn. Đó đây nè, cũng là một cây UL nữa, nó dài 1m98. Đây cái cán gỗ bằng nè, thì cây này mã số 12 ha, nặng cũng là 80g luôn anh em. Ô cây này nặng hơn nha, cây này tầm khoảng cỡ là cây này cỡ 90g nha anh em, tại vì em đánh hai cây này nó độ dài khác nhau. Cây này cỡ 90g ha, giá là 500k ha anh em. Đây, cây này giá là 500k. Mã số 12. Đó. Tiếp theo, mã số 13. 13, 14 giống nhau luôn ha, 13, 14 là hoàn toàn giống nhau. Để em đánh số cái. 13. 14. Đây, 13, 14 hai cây L. Hai cây lua L anh em. Trời ơi, quá đẹp luôn, cán gỗ bằng nè. Đó, mấy cái bát này anh em chỉ việc là gắn cái máy vô xong anh em đẩy lên hay đẩy trên lấy xuống là cứng nha. Đó, bát này nó tiện lợi lắm anh em. Đây nè, cán gỗ bằng luôn. Đây, bữa hổm có anh em nào hỏi nha em mấy cây này nè, có nhiêu lấy hết đây. Đâu anh em nào, cái anh nào mà hỏi bữa hổm đâu. Đây nè, anh em xích cái cán này nè, về nè, nay về hai cây này quá đẹp luôn. Hai cây màu nâu nè, quá đẹp. Đây, đây phen bass là Fuji hết nha nè. Đây bass là Fuji nha,
cây này hàng là hàng hàng Korea quá. Hai cây NL ha, một cây NL và một cây ML nha anh em. Hai cây đều cứng khác nhau ha. Đây, cây số 13 là NL ha, cây số 14 là ML ha. Đây, dòng này giống nhau hết. 602 ML chứ 602 NL. Đây, cây NL thì đua là từ 4 đến 14 gram. Lai là 4 đến 10 LB ha. À, xanh là NL nè. Đó, còn cây này là lua là 5 đến 16 gram. Lai là 6 đến 10 LB luôn. Cây này là ML ha, à, xanh là ML. Đó, hai cây. Quá trời đẹp luôn. Đây, bát Fuji hết. Hoàn chỉnh hết trơn nha. Đó, thì cây này mã số 13 và mã số 14. Hai cây này nặng chỉ có là 70 gram thôi anh em. Nặng là giống nhau luôn, nặng là 70 gram thôi. Đó, giá là 600k cây ha. Mã số 13 và 14 là 600k một cây. Đấy. Còn tiếp theo, mã số 15. Đây, mã số 15 này ngon nè. À. Mã số 15 một cây cắn gũ bằng mà hở ba khúc luôn nè, đẹp quá đẹp. Đây, chưa có tháo siêu luôn anh em, chưa có tháo siêu luôn. Đấy. Đây, cây này hàng nên là cây này hàng Trung xuất. Đây, cây này hàng Korea anh em, chứ không phải hàng Trung đâu. Cây này lua là 6 đến 12 LB. Đây. Cây này 6 đến 12 LB nè, lai là 6 đến 12 LB. Dòng này là dòng Con West nha, dòng Con West. Đây, à xanh là M ha anh em. Cây này à xanh là M ha. Đây. À xanh là M, cây này dài 1m8 ha. Cây này cứng M dài 1m8. Ba khoen hãng nha anh em. Khoen hãng. Đây, dòng khoen hãng. À, cho anh em đánh nước mà bộ khoen rất là chắc chắn nha. Cây này à xanh là M ha anh em. Này. Cây này lua tầm khoảng cỡ là 5 đến 10 5 đến 20 gram. Cỡ 5 đến 20 gram. Đây, càng còn mới lắm, càng hỏi ba khúc luôn. Thì cây này mã số là mã số 15. Đây, cây mà này mã số 15 dài 1m8 ha, nặng 100 gram nha anh em. Cây này giá là 500k ha. Đó, cây này 500k thôi. Cái càng hỏi ba khúc quá đẹp. Rồi, tiếp theo mã số 16. Đây, mã số 16 ha. Đây, mã số 16 là một cây càng hỏi ba khúc luôn. Cây này cũng cán hở ba khúc, kén là cán mút nha. Đây, cán mút hở ba khúc. Đây, thông số của nó đây. Cây này dòng chất dòng chanh tip 606 60 ML là dài 1m8, cứng ML nha. Cây này lua là 4 đến 12 gram, lai là 4 đến 10 LB nha anh em. Đây, cây này đi vào bộ khoen hãng nha. Đây, khoen hãng. Cây này nó đã thay một khoen nha anh em. Thay một khoen Fuji cho anh em nè. Đây, thay một cái khoen Fuji nè. Rất là ok luôn, rất là cứng nha, chắc chắn. Khoen thứ hai là Fuji nha anh em. Đây, nó thay cho anh em rồi nè. Đổ keo là cứng lắm anh em, cứng khừ luôn á. Đó, thì cây này có lên một cái khoen rồi, lên cái khoen Fuji. Đây. dài 1m6 ML ha. Cây này màu đẹp nè. Cây này giá rất ok luôn anh em. Mã số 16. Cây này nặng chỉ có 90 gram thôi ha. Nặng 90 gram, giá chỉ có 400k anh em. 400k lấy cây này về luôn ngon ha. Rồi, tiếp theo. Mã số 17. Đây, mã số 17 là cây này cây này đẹp quá. Một cây lua cán mút nha. Khoen là khoen Fuji nha anh em. Cán mút dạng khoen Fuji. Đây, khoen Fuji. Còn mới lắm, cây này quá mới luôn. Cây này mới 80% ăn lên ha. Đây, carbon sáng răng. Carbon sáng răng 3D luôn. Đây. À, thông số của đây. Cây này xanh là không phải L đâu. Cây này xanh của nó là tầm khoảng cỡ là cây này xanh cỡ M nha anh em. Cây này xanh cỡ M á. Cây này dài 1m8, lua là 5 đến 15 gram ha. Hàng Korea luôn, lai là 4 đến 10 LB nha, xanh tầm M á anh em, cây này nè. Đây, mã số là mã số 17 nha. Nặng chỉ có 80 gram thôi, giá là 550 nha anh em. Thì 550 quá ok luôn. Mã số là mã số 17. Rồi mã số 18 nè. Ồ, 18 là một cây cán gỗ bằng luôn anh em. Một cây gỗ bằng. Đây, cán gỗ bằng đẹp quá mà khoen là khoen Fuji luôn. Ồ, cây này khoen Fuji luôn nè. Còn đẹp nè ha, khoen Fuji luôn. Đây, cây này hàng Trung xuất nha. Cây này made in China, hàng Trung xuất Nhật nha anh em. Dòng chat. À, cây này dài là 1m8,
lua là 1/6 đến 3/8 OZ, lai là 2 đến 10 LB ha. Cây này xanh là ML ha. Cây này không, cây này cứng à. Cây này để em. Ồ, cây này xanh ta tương đương là cái M đó anh em. Đây, cứng à, nảy lắm. Cây này xanh cái M á. Nè. Đây. Cây này nảy lắm ha. Rồi, mã số là mã số 19 nha. Quay 18 chứ. Cây này mã số 18 nha anh em. Đây, mã số 18 nặng là 110 g. Cây này giá là 550 ha. Ồ, 550 lấy được cây này quá ok luôn anh em. Nè. Rồi, tiếp theo, mã số 19. Đây, 19. Đây, cây số 19 là một cây lua máy ngang. Đây, cây lua máy ngang quá đẹp luôn anh em, cây Shimano ha. Lua máy ngang bắt quanh. Một cây Shimano. Lua máy ngang Shimano bắt quanh HG ha, dòng chuyên biển luôn anh em. Lua là 5 đến 18. 5 đến 18 gram, lai là 5,8, cây này tương đương là 1m74. Cây này 1m74 ha. Đó, 1m74, mã code hàng Korea nha anh em, Korea xuất Nhật nha. Bộ fan Fuji luôn. Đi dòng fan Fuji. Cây này cứng M ha, cây này nảy M. Máy ngang, đây các bạn máy ngang đây. Dòng Shimano luôn, bắt quan. Đó, cây này mã số là mã số 19, cây này nặng 100 gram ha. Giá chỉ có 500k anh em. Bắt quan đẹp có 500k nè. Nha, bộ fan Fuji luôn. Rồi, mã số 20. Cây 20 khỏi chê luôn. Cây 20 là một cây máy ngang VIP luôn. Đây, cán gỗ bằng luôn anh em. Cây máy ngang cán gỗ bằng, cây này mới bao anh em là 90% luôn. Rất là mới. Nè, dùng carbon sáng gân cho anh em luôn nè. Một cây là cây Givenchy. Cây Givenchy ha, Givenchy Z. Hàng của Daiwa. Xanh là M ha. Cây này xanh là M nha anh em. Này, Daiwa Rapid. Đây. 602ML RB, cây này xanh là M ha. Thôi, cây này được sản xuất ở Thái Lan anh em, có mã code đầy đủ ha. Đây, dài là 1m8. lua là 3/16 đến 5/8 OZ. Đó, lai là 6 đến 14 LB ha. Đây, cây này quá trời đẹp luôn, carbon sáng gân. Ha, fan Fuji ha. Đây, bát là bát bát heo cằn. Cái bát đẹp lắm anh, cán gỗ bằng luôn anh em. Cây này mã số là mã số 20, nặng là 110 gram ha, cây này 700k anh em. Cây này mã số 20. Rồi, tiếp theo mã số 21. Cây 21 là một cây ok lắm, mà cây này nó bị ngắn đọt ha, cây này nó bị gãy đọt rồi. Gãy đọt hụt đọt rồi, hụt đọt lên xíu. Đây. Một cây này dòng là Michel. Đây. Một cây Michel nè. Michel Speedcat ha. Speedcat. Cây này hình con nhện nè anh em. Đó. Đây thông số của nó đây. Cây này lua là 3 đến 11 gram ha. Cây này dài là 1m8 nhưng mà cây này nó bị ngắn đọt anh em. Cây này hụt hết 5 cm còn 1m75 ha. Cây này còn 1m75 thôi. Đặc biệt cây này đi bộ phen lọc phen Fuji xích nha anh em. Đây, dàn phen Fuji xích nè, bốn lưỡng luôn. Đó cái hụt đọt nên nó thay cái bu khác nha. Bu là bu Fuji nha anh em. Đó, bu Fuji mà không phải bu Fuji xích nha. Đây, dàn phen được 1 2 3 4 5 cái phen xích nha. Cái bu thì bu Fuji nha anh em. Đó. Cây này còn chỉ còn 1m75 thôi. Ngắn nó 50 cm rồi. Thì ạch xanh bây giờ là M rồi anh em. Cây này xanh là M rồi đó. Đây. Cân mút nè, cây này hàng xịn nè. Đi dàn phen Fuji xích là quá ngon luôn rồi. Đây, bốn lưỡng luôn. Đó, thì cây này mã số là mã số 21 nha. Cây này nặng chỉ có 95 g thôi, 650 nha anh em. Giờ anh em không thích cái bu anh em thay bu xích vô nữa là ngon luôn ha. Cây này 650 mã số 21 ha. Rồi, tiếp theo. Mã số 22. Đây 22 cây này. Anh em lấy nhanh thì còn luôn ha. Đây. Cây 22 là một cây dài 2m1 đây. Quá đẹp luôn. Bao nên là mới 90 đến 95% luôn. Nè, chưa tháo siêu luôn nè. Đây cán gỗ bằng quá là đẹp luôn, carbon sắn gân toàn thân luôn. Phen là phen Fuji nha. Phen bass Fuji nha nè. Cây này phen bass Fuji luôn. Thì cái bass Fuji phen là phen Fuji. À, quá là mới luôn. Cây này hàng được sản xuất ở Korea ha, hàng Korea xuất Nhật. Cây này dài 2m1, lua 5 đến 18 gram ha. Cây này tương đương lại M anh em. Cây này xanh lại M. Dài 2m1 luôn. Cây này quá đẹp. Đó.
này cán gỗ bằng luôn nè, còn bao vải luôn ha, cây này còn bao vải luôn, mã số là mã số 22, nặng là 115g ha, giá là 900k ha nè, cây này 900k ha, mã số đó, cặn lua mà dài 2m1 hàng mà hàng Nhật ít lắm anh em, hàng mà hàng bãi Nhật mà có mấy cây mà dài 2m1 cho lên hiếm. Rồi tiếp theo mã số 23, đây 23 là một cây F-Line này, hàng VIP luôn, đây một cây F-Line, anh em nào chơi F-Line anh em lấy nha anh em, đây bát nè, cắm vô làm một rộng ra xíu nữa ha, đó, carbon sắn gân nổi cộm luôn, anh em nào mà chơi F-Line không nên bỏ qua cây này ha, đây nè carbon nè, hàng mới lắm nè, 95% ha, đây khoen đề ba là bu di xích nha anh em, cây F-Line này có bu luôn, cây F-Line này vô được cái bu xích luôn anh em, đây dòng F-Line này chơi có bu xích luôn nè, nguyên bản luôn á. Đây thì thông số cây này, thông số cây F-Line này cây này là dài 2m4 anh em, F-Line này 2m4 8 feet, dây vô dây thân 4 nha, cây này vô dây thân 4, dòng UFM Super Bluesy 2 đó, đây đây thông số, đây cái bao của nó là bao chuẩn của nó luôn ha, xin là 51949 nha, cây này hàng là 1949 đó, cây này đang đấu giá, dòng này đang đấu giá bên Nhật hơi bị căng nha anh em, giá là bây giờ đã cỡ 2 triệu mấy rồi đó, cây này nè hiện giá bây giờ nó tầm khoảng 2 triệu mấy rồi đó, mà chưa có kết thúc rồi đó. Hàng này hàng sưu tầm ha, hàng này đáng sưu tầm nha anh em, đó thì cây này mã số là mã số 23 ha, nặng chỉ có 60g thôi, cây này nặng chỉ có 60g ha, giá là 1,2 triệu nha anh em, cây này 1,2 triệu. Rồi mã số, cây mã số 24, đây mấy cái lô dài bữa nay hai cái lô dài đây, đây mã số 24, đây mã số 24 là một cây lua, đây một cây lua dài nè, cán gỗ bằng luôn anh em, phen bát Fuji luôn ha, cây này đi phen bát Fuji luôn, phen Fuji bát Fuji luôn, cứng là MH nha, cây này xanh là MH nha nè, thì cây này có hộp đọt nha, cây này hộp đọt 5cm nha nè, đây cây này hộp đọt 5cm đi rồi nè, nó thay cái bu xích cho anh em rồi nè, ha, đi bu xích nè, quá là ngon luôn đó, cây hộp đọt 5cm, cây này dài 2m7, đây cây này dài 2m7 mà vậy hàng trung sức nha, made in China, phen bát Fuji luôn rồi, quá ngon rồi đó, thì cây này được sản xuất ở Trung, dài 2m7 nha, 2m7 mà học hết 5cm thì còn 2m, cây này còn 2m65 anh em, 2m65 độ cứng là MH nha, 2m65 cứng MH, lua tầm khoảng cỡ là 5 đến là cây này lua là 5 đến tầm 5 đến là 35 hoặc 40g anh em đó, tầm 5 đến 40g đây nè, đây đó, hạt xanh là mờ ha, có bộ phen Fuji quá ngon luôn, đây thì cây này mã số của nó là mã số 20-24 anh em, nặng là 200g ha, cây này nặng 200g, giá là 800k anh em ha, chỉ có 800k thôi, anh em chơi được cây cần 2m65 rồi đó, phen bát Fuji luôn, cho anh em đánh lua lóc lua nhái thật rồi đó. Rồi đây cây này mới đã nữa nè, cây này dài là cây này cũng hụt nữa nè, cây này hụt đọt là 2cm nha, đây cây này hụt đọt tầm 2cm nha anh em, lên cái bu khác rồi nè, hụt đọt 2cm mà cây này độ cứng nó hơi bị vip á, đây cây này là salmon cell ha, salmon cell 10 feet là dài 3m á, cây này 2 khúc 3m á, nhưng mà còn 2m98 mà hụt hết 2cm rồi, lua là đây lai là ni lông là 3-8 ha, cước ni lông là số 3-8, lua là 15-60g anh em, cây này độ cứng là H nha anh em, đây cây này độ cứng là H ha,
Đó, accent là H. H trên MH luôn ha. Đây, Mark in Finland. Đây, Mark in Finland ha. Đây. Dạng khoen là khoen bách hãng nha anh em. Khoen bách hãng nha. Đây bộ khoen nè, khoen to lắm anh em. Đó. Nè, khoen đều ba chà bá luôn. Cây này cứng lắm anh em. Cây này cứng nè. Cứng lắm, cho anh em lùa lùa nháy thật đánh lốc gừng được á. Đây, giá này rất là tốt rồi. Cây còn siêu luôn nè, chưa mở nè. Đó. Thì cây này mã số là mã số cuối cùng, mã số 25 ha. Đây, mã số 25. Nặng là 270 gram ha. Giá chị cũng chỉ có 800k thôi anh em. Giá cũng 800k luôn ha. Số 25. Rồi, chào anh em ha.